Rồi, ok, bữa trước thầy đã hướng dẫn chúng ta làm cái trang size. Thì cái trang size thì chúng ta đã thực hiện được là chúng ta show được cái sản phẩm nó lên như thế này rồi đúng chưa? Show được cái top đeo sóc nè, cái tiết kiệm, cái tủ lạnh và cái danh mục TV nè. Thì các bạn có thể thêm vào những cái thằng khác, ví dụ như là các bạn thêm vào cái sản phẩm mới bằng cách là các bạn sẽ thêm vào thuộc tính nghề tạo đúng không, ở trong database của mình. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện là viết thêm cái ở ngay chỗ cái phần URL đó, bạn sẽ viết thêm đây là trừ sót, nghĩa mà mình sắp xếp theo cái thuộc tính ngày tạo, được chưa? Rồi gạch dưới sót nha, gạch dưới sót. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tới cái trang admin. Trang admin thì của chúng ta thì bữa trước là chúng ta đã tạo được trang admin nó như thế này rồi, nhưng mà nó không được có show được sản phẩm, lý do mình đã lúc trước mình sử dụng cái mạng đúng không, bây giờ mình sử dụng là server. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ copy cái phần ở bên cái trang index.html trang site, mình sẽ copy cái phần nhúng ASIOS vô đi, Ctrl C, các bạn nhúng các bạn cài cũng được nha, muốn làm cái gì cũng được. Rồi nhấn vào bên sàn index.html nè. Dán vào đây. Đấy. Thì ở trên là cái phần này là cái phần lấy dữ liệu từ cái bảng này. Bỏ đi. Nha. Nhớ khi mà cái thằng script main này z này chúng ta sử dụng import export. Do đó các bạn phải sử dụng thêm trong cái từ khóa nó làm thay bằng module. Thay bằng module. Rồi. Qua cái thằng main.js này thì chúng ta sẽ ta sẽ thực hiện đó là ta import vào. Import. Import gì? Product service, product service, from model, model.js, model.js. Đó. Rồi bây giờ chúng ta viết cái hàm function show role. Thì cái hàm này bữa trước mình sử dụng cái mảng này, đó, mình sử dụng cái mảng để mình show dữ liệu ra. Thì bây giờ cái chỗ này chúng ta cũng gọi cái thằng product service .fetchData. Rồi mình phép tới cái đường link đó, đường link đó localhost 3000 là đúng chưa, dán vô rồi chấm đen nè, data rồi. Sau đó thì chúng ta lấy được cái dữ liệu đó là cái mảng data này rồi, thì cái mảng data này thì lúc này tiến hành ta freeze ra. Vậy thì trên giống quá nè, giống ở dưới nè, mình sẽ mình cắt cái thằng này mình đem lên trên đó. Được chưa? Rồi bây giờ thử coi, thử chạy là cái bài coi. Tắt bớt đi. Rồi chạy là cái bài coi, vô index.html chạy cái bài. Ok, mình đã show được cái sản phẩm của mình lên là đúng chưa? Đấy, show được sản phẩm của mình lên rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thêm sản phẩm vào, thêm sản phẩm vào. Thì để thêm sản phẩm thì đầu tiên chúng ta sẽ viết cái một cái hàm, viết cái hàm để mà thêm sản phẩm vào ở bên mua đồ. Thì bữa trước mình đã viết cái hàm là gì rồi đó, viết cái hàm là phép data đúng chưa? Bây giờ mình sẽ viết thêm cái thằng đó chính là async, sử dụng async, đó là chính là cái thằng add data, thêm dữ liệu vào đó, thêm dữ liệu vào. Thì cái thằng thêm dữ liệu vào này đây thì thêm cái gì vào, đó là thêm cái data vào, thêm cái data vào try test. Và nếu như mà try mình thử ha, đó là await, mình sẽ đợi coi ASIOS này nó tiến hành là nó thêm data. Thêm data thì mình sẽ có là boss, còn bữa trước làm lấy dữ liệu đó chính là get nha, cái dữ liệu là get boss. Rồi mình tới cái đường đường link, tới đường link. Thì cái đường link bữa trước cái URL của ta đó, do chúng ta khi lấy dữ liệu thì ta lấy rất nhiều kiểu khác nhau, do đó thầy đặt cái URL ở đây. Còn cái thằng thêm này thì mình chỉ thêm vào trong product thôi. Vậy thì lúc này thầy đưa thẳng vào đây luôn. Rồi, phẩy data dữ liệu cần thêm, được chưa? Còn Console ok đã thêm thành công, ví dụ vậy. Đã thêm sản phẩm thành công. Rồi, còn cái nếu như mà lỗi á thì các bạn còn Console lên, Console lên. Error hoặc là các bạn ném rỗi đó ra luôn, rule error.
Rồi, ok. À, vậy là mình đã viết xong cái hàm để mà ép data vào ha, lấy rồi tiếp tục. À, chúng ta thực hiện cái phần thêm thì đầu tiên là chúng ta cũng đưa dữ liệu vào giống như ở đây đúng chưa, nhưng mà có một cái là chúng ta lấy cái ID của cái sản phẩm cuối cùng. À, thì lúc này ID của sản phẩm cuối cùng đó thì mình cái mảng data này nè. À, nó là không phải mình gọi ra mình có. Tại vì khi mà các bạn sử dụng cái thằng async await á, gọi là cũng như là ta sử dụng cái thằng thằng romix á, thì các bạn kết nối tới server thì server nó sẽ trả về cho chúng ta một cái romix chứ không phải trả về cho ta một cái mảng nha. Trả về cho ta một cái romix thì trong romix đó mới có cái mảng trong đó. À, do đó thì chúng ta phải đi viết hàm, rồi viết hàm để mà chúng ta trả về cái ID của cái thằng này nha. Rồi ok, vậy thì mình sẽ vào trong cái thằng model. Mình vào trong cái thằng model. À, bạn viết cho thầy một cái hàm đó là status xin này là gì, mình get gì, mình lấy get slug ID đi. À, lấy cái ID cuối cùng. À, rồi ok, sau đó thì cái này khúc này cũng giống nhau thôi, giống như ở trên thôi, mình cũng thực hiện là phương thức get để mình đưa dữ liệu vào. À, nhưng mà lúc này á, thì mình lấy ID của cái thằng product này nè. À, sản phẩm này nè, do đó mình đưa vào nó vào đây luôn, đưa nó vào đây luôn. À, được chưa, bỏ dữ nháy vô đấy. Sau đó mình sẽ trả về cái dữ liệu là response.data, nhưng mà data này lúc này là data.id. À, đúng không, data id, nhưng mà cái id này là phải là cái last id. Mà hả, muốn last id á, thì lúc này mình sẽ lấy cái phần tử mình lấy cái phần tử cuối cùng cái đã. Vậy là phần tử cuối cùng là mình sẽ respawn nè chấm data nè. À, respawn chấm data nè chấm len, chấm len là chiều dài của cái mảng đúng không, chiều dài của cái mảng. À, rồi chúng ta làm gì, chúng ta trừ một. À, chiều dài của mảng trừ một, lý do là index, index của cái bắt đầu là bằng không. À, bắt đầu bằng không, do đó mình phải là trừ một. Ví dụ như index bằng không thì phần tử thứ nhất. À, còn phần tử cuối cùng thì chúng ta là phải phải trừ đi một, phải làm chiều dài của nó mình trừ đi một. Rồi chấm id. À, chấm id, vậy thì mình đã viết được cái hàm là get slash id rồi nha, get slash id rồi. Bây giờ mình sẽ quay qua bên cái thằng main.js, chúng ta sẽ thêm vô ngay chỗ này đâu rồi. À, data này. À, data này đấy. Thì để làm được cái này á, thì bây giờ chúng ta gọi cái thằng ngoài đây luôn là product service đúng không, product service chấm yes last id. À, mình gọi last id. À, rồi ở bên kia mình đã đưa vào trong cái URL của nó rồi, dưới đây đây khỏi đưa chấm đen. Rồi sau đó mình trả về dữ liệu là ID đúng không. À, bên kia trả về dữ liệu ID thì đây cũng trả về, mình lấy dữ liệu đó là ID. Rồi vậy thì khúc này nè, copy bỏ vào. À, copy bỏ vào. À, tới cái phần đó chính là con pro đưa vào trong đây. Được chưa? À, đưa vào trong đây. Rồi cái thằng này thì giờ sửa lại cái gì đây? Chúng ta cũng lấy cái được cái ID của nó. À, ID của nó sau đó ta tăng lên một đúng không? ID của nó tăng lên một. À, ID của nó tăng lên một. Nhưng mà do cái ID chúng ta khi mà mình trả về á, get last ID mình trả về thì đó là một string. Đó là một chuỗi đây, các bạn vào trong cái server của nó các bạn thấy là cái ID của nó là một cái chuỗi ha. Mặc dù các bạn có sửa đó là số đi nữa thì sau này các bạn start server nó cũng ra là cái chuỗi của string. Vậy thì mình muốn thực hiện để thực hiện được cái phép cộng thì cái này là phải là số, mà muốn là số thì ta sẽ gọi hàng number, number gì ID cộng 1 đúng chưa. Number ID cộng 1 đó. Nhưng mà xong xong rồi á, thì quay lại phải trả về cho người ta là cái gì, cũng là cái chuỗi luôn. À, vậy thì nghe đây thầy bao quanh tiếp, thầy bao quanh tiếp ở chỗ này thì chấm to string
nó bị chuỗi à, tại vì đây là chuỗi mà đúng không? Đâu rồi cái bộ đồ CS chúng ta, cái data JSON chúng ta nè à, đó là cái chuỗi nha. Rồi à, vậy thì chúng ta đã có sản phẩm rồi à, thì ta tiến hành là làm gì? Ta add cái sản phẩm đó vào à, vậy thì mình đi viết cái hàm để mà add sản phẩm vào nha. À, viết cái hàm add sản phẩm vào ở bên cái thằng là model.cs, add cái thằng sản phẩm vào, add data nè, nãy là mình đã viết cái hàm này rồi đúng chưa? À, vậy thì bây giờ mình gọi nó đây, qua bên đây mình gọi nó, xóa cái này đi, mình xóa cái này đi và mình ghi thẳng vào trong đây luôn. À, sau khi mình đã tạo được cái thằng product rồi, à, sản phẩm product rồi thì mình sẽ tiến hành là product service chấm, product service chấm add data, và data chúng ta đó chính là cái thằng row này nè, row đất này nè, đúng không? Rồi sau đó mình làm cái gì nữa à, cho cái thằng model này đóng đúng không, sau đó là thực hiện gọi cái thằng solo solo row lại lại à, solo lại rồi. Ok, mình chạy thử như thế nào nhé, chạy thử như thế nào, rồi bấm vào trong nút thêm nè à, thì lúc này nó hiện lên cái model rồi đúng chưa. À, mình thêm vào ví dụ như thầy thêm vào là tủ lạnh mới nè, chọn hình ảnh nè, tủ lạnh à, ở đây thầy không có sử dụng cái hình ở bên ngoài tại vì cái JSON server của chúng ta giả lập á, thì không có chức năng là upload ảnh à. Còn nếu có muốn mà kiểu như upload ảnh á, mà à, có thể lưu được ở trên đó đó thì người ta có thể là sử dụng cái thằng bay 64 bay 64, nhưng mà nếu làm như thế thì nó sẽ nặng cái database của mình nha. Rồi ok, thì thường là chúng ta sẽ upload lên, có chức năng upload lên nếu như server của mình cho phép, hoặc là chúng ta thể upload qua server thứ hai, sau đó các bạn copy cảnh cái đường link ảnh các bạn đưa vào trong đây. Rồi thì danh mục là tủ lạnh đi, giá gì đó rồi HD mô tả gì đây. Đây giờ thì ok, lúc này các bạn thấy là mình đã thêm được vào cái tủ lạnh mới rồi ha, đúng không? À, thêm vào tủ lạnh mới rồi, còn mấy cái này là hôm trước thầy thêm vào demo trên lớp rồi. Ok rồi, ok tiếp tục ta làm cái phần xóa sản phẩm nha. Thì xóa sản phẩm đầu tiên mình sẽ quay qua cái gì, cái model, mình sẽ viết cái hàm xóa sản phẩm à, mình sẽ viết cái hàm xóa sản phẩm ở trên cái trong cái phần cái file là model.js, thì các bạn ghi là status nè, rồi async nè, mình gọi công thức async ha. Rồi thì đặt cái này là delete đi, delete data. Ừ. Thì khi xóa sản phẩm thì mình xóa theo cái gì? À, mình sẽ xóa theo cái ID của nó, mình xóa theo cái ID của nó. Đấy. Rồi try cache, try cache. Away. Rồi gọi axios, axios chấm delete. À. À, để xóa thì chúng ta sẽ có phương thức ở trong axios đó là delete. À. Sau đó thì à, chúng ta sẽ bỏ vào trong đây là cái gì, bỏ vào trong đây là cái gì, cái địa chỉ ở trên nè à, địa chỉ ở trên nè. Rồi ok. Rồi copy dán vào đây. Sau đó thì ví dụ như mình muốn xóa phần tử thứ cái mà có ID là một thì mình ghi là sẹt một đúng không, nếu mà có cái ID là ba thì là sẹt ba à, cho rất là dễ. Như vậy thì để mà đưa cái thằng ID đó vào thì ta sẽ đưa ra nè, ID đưa vào, nhưng mà các bạn thấy lúc này là nó không có hiện được à, lý do là chúng ta chưa sử dụng cái ở trong template string, đó là hai cái dấu sạc quyền nha. Rồi thì đâu đó thì mình còn select ra, ok là xóa thành công, xóa thành công rồi. Còn mà ngược lại thì các bạn là ném đổi lòng này nhé. Đấy. Rồi, vậy thì chúng ta đã thực hiện xong viết cái hàm là xóa data. Bây giờ mình tới cái chức năng là gọi cái hàm đó ra ở bên main.js. Ừ. Thì bữa trước mình có cái thằng gì? Bữa trước mình có là cái thằng gì? À, cái thằng function delete row nè, đúng không? Để xóa sản phẩm nè, đúng chưa? À, function delete row để xóa sản phẩm nè. Như các bạn, giờ các bạn thấy là cái thằng này á, cái thằng này á, à, mặc dù ở trên mình có viết nè, mình có biết là delete row ở chỗ này nè, nhưng lúc này nó không có nhận thấy nè, nó không có thấy à, nếu mà nó thấy nó sẽ hiện lên cái chữ này màu trắng, mà nó không thấy là hiện ẩn nè, nó không bắt được á, nó không bắt được nè.
Thì với trường hợp này các bạn sẽ bắt thằng cha của nó. Mình sẽ bắt thằng cha nha. Và có mình có cái cách này, mình sẽ bắt cái thằng cha của nó là document nè, chấm nè, query selector nè, thầy bắt thằng cha của nó chính là thằng gì? Tay body. À, tay body. À, thầy sẽ lắng nghe cái sự kiện nha. Tay body rồi add event listener. Thầy sẽ lắng nghe cái sự kiện clip ở trên cái thằng to tay body này. À, tay body này, function. Và thầy sẽ đưa vào đây chữ e nghĩa là cái event của nó, cái sự kiện của nó nha. Rồi ok. Đó. Thì lên phía trên này, lên phía trên này. Các bạn thấy là mình mặc dù ở trên đây mình có cái on click delete row mà nó không nhận nè. Không nhận thì lúc này thì sẽ đặt cho mấy cái nút này là chung một cái class hết, đó là delete row luôn. À, và thì cho nó data ID à, thì vào một attribute là data ID ha. Để nó lấy được cái ID của cái thằng lúc xó này. À, chút nữa mình sẽ gọi cái data ID này ra, data set ID này ra nha. Rồi. Sau khi mình đã cho cái tất cả cái nút này là có class của nó là row rồi, chúng ta xuống dưới đây. Chúng ta xét nếu như mà cái thằng mà sự kiện á, cái sự kiện á, cái sự kiện mà nó vừa bắt ở trên mà click á, mà nó có cái target, nghĩa là cái nó có cái click, sự kiện click mà nó bấm đúng ngay cái thằng target, cái mục tiêu, à, mục tiêu của nó mà trong đó có một cái last list mà có chứa là cái gì, có chứa cái gì, có chứa cái chữ là cái last là delete row trong đó, delete row, à, delete row trong đó nha. Thì chúng ta sẽ thực hiện cái công việc đó là chúng ta sẽ lấy cái ID của nó. ID bằng gì? Event.target chấm gì? Dataset.id. À, dataset.id. Đó, ở trên mình đặt là data.id á. Rồi. Sau đó mình thử mình console log ra, thử console.log ra, ID ra. Đấy. Rồi chạy thử xem. Nhấn vô xóa nè. À. Rồi ở trên thì bắt đúng rồi nè. Ở trên này bắt đúng rồi. Nhưng mà ở dưới tại sao lại là cái ID mình bị sai nè, kiểm tra cái model cái. Kiểm tra cái thằng server chúng ta, data JSON chúng ta. À, nãy mình đưa vào cái ID này chưa đúng rồi. Mình chưa vào đưa vào cái ID này chưa đúng rồi. À, do đó là nó hiện là như thế này ha. Rồi ok, bây giờ mình phải check lại ở chỗ đó. Check lại chỗ đó. À, ngay chỗ này thì mình có thể là đâu rồi? Ngay chỗ này thì nếu mà đúng ID á, thì mình có thể là xóa nó luôn. À, nếu mà đúng ID thì chúng ta có thể là xóa nó đi bằng cách là ta gọi là product gì nãy mới viết là chấm delete đúng không? À, delete data rồi mình thêm vào cái gì, cái ID của nó. À, delete data rồi mình thêm vào cái ID của nó là xong nha. Rồi qua đây thử thử cái thằng nào mà mình có thể là mình xóa được nè, cái thằng dựa vào cái ID nè. Ví dụ như thầy xóa cái thằng này đi, 12 nè đúng không, Toshiba nè, Inverter nè. À, thì các bạn rồi ok, nó mất tiêu đúng không, tắt cái thằng đó rồi. Nhưng mà máy này sao, máy này xóa không được. À, cái thằng này vẫn xóa được đúng không, cái thằng này vẫn xóa đúng, mình vẫn xóa đúng bình thường. À, vẫn xóa nó được bình thường, nhưng mà nó có cái vấn đề là nãy mình đưa vào cái ID của nó là chưa đúng thôi, chứ vẫn xóa được ok đó. Giờ mình coi lại chỗ ID ở trên mà tại sao mình không đưa vào nó đúng vậy. Number ID. Rồi đó service guest last ID, dance ID. À, number ID cộng 1 đúng rồi, chấm to steam đúng rồi. Vậy thì mình coi lại cái thằng model JS của mình viết cái hàm này đúng chưa? Cái hàm mà guest last ID nè. Guest last ID.
ICOS.guess rồi đó, đúng rồi. Response data ha. Response data.land trừ 1 đúng không? Rồi cộng cho ID. À, cộng cho ID. Rồi, rồi nha. Chà, ok, cho mình test thử. Đấy, test thử. Test thử. Thêm à. Rồi đi qua đây coi, đi qua đây coi. Nó bị sai ở chỗ này. Sao là CD? Sao là CD cũng mát đây? À, cái tool stream này của thầy là thầy chưa có mở ngoặc đóng ngoặc ngay chỗ này nha. Đấy. Chạy lại thử xem nào, mình xóa cái thằng này đi. Ok. Thêm vô nè. Rồi qua chat lại nè. Mua đồ.js nè. Ok, data.json. Ok, thành công rồi nha. Về hồi nãy là thầy chưa có thằng thêm cái thằng là dấu ngoặc ở ngay chỗ cái thằng to string đó, dấu ngoặc ở chỗ thằng to string đó, do đó là nó không có nhận được cái thằng ID. ID nó chuyển chưa đúng, nó chuyển chưa đúng, nó ra là bằng dãy số, còn nó ra cái dãy gì đó, mình phải chuyển thành string thì mới được nha. Ok, vậy là thầy đã hướng dẫn chúng ta chức năng là thêm và xóa thành công rồi nha.